Theo thống kê của đơn vị chuyên nghiên cứu và tư vấn bất động sản RE, quý 3 vừa qua, thị trường biệt thự liền kề có 879 căn mở bán thế hệ, đóng góp cho tổng nguồn cung thế hệ tương đương 4.120 căn trong 9 tháng đầu năm. Doanh số bán hàng khả quan tiếp tục cho thấy các vật phẩm biệt thự, nhà phố được thị trường đón nhận tích cực. Cũng trong quý 3, có khoảng 873 căn bán được, tăng 3% theo quý và 67% theo năm. Tổng số căn bán được trong 9 tháng năm 2019 ghi nhận ở mức 3.853 căn, cao hơn gấp rút 1,5 lần so với cả năm 2018. Thị trường biệt thự liền kề tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển của nguồn cung với các dự án mở bán thế hệ tại các quận Hoài Đức, Hà Đông và huyện Đan Phượng. Số căn mở bán thế hệ ghi nhận tại 3 quận huyện này trong 9 tháng đầu năm đóng góp khoảng 25% tổng nguồn cung thế hệ của thị trường. Theo bà Nguyễn Hoài Anh, giám đốc chi nhánh Hà Nội công ty trách nhiệm hữu hạn RE Việt Nam, trong khi tổng nguồn cung vẫn chủ yếu đến từ khu vực phía Tây, nguồn cung thế hệ đang dịch chuyển ra xa hơn đến các vị trí thế hệ tại khu vực Tây Bắc và Tây Nam thành phố, thay vì các cụm dân cư đã xuất hiện như Nam Từ Liêm và Cầu Giấy. Cải thiện cơ sở hạ tầng với kế hoạch mở rộng rãi và thành lập thêm hệ thống đường giao thông kết nối trong tương lai vẫn là động lực quan trọng cho cả quỹ nguồn cung thế hệ và mức rét bán ở những khu vực dân cư thế hệ này. RE cho biết, rét biệt thự liền kề trung bình trên thị trường thứ cấp đạt 4.157 đô la Mỹ 2 đất bao gồm thuế giao và chi tiêu thành lập trong quý 3. Giá bán ghi nhận mức tăng 2% so với quý trước và 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá chào bán thứ cấp cải thiện tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại cụm dân cư thế hệ ở các quận Gia Lâm, Hoài Đức và Hà Đông. Bà Anh nhận định, trong các năm tới, thị trường bất động sản Hà Nội dự kiến sẽ chào đón một lượng lớn nguồn cung thế hệ đến từ các dự án khu thành phố quy mô lớn. Nguồn cung thị trường được kỳ vọng sẽ mở rộng rãi hơn nữa đến phía Bắc và Nam Hà Nội, với các dự án đáng lưu ý đang được rục rịch triển khai như Sumitomo Mitsubishi City ở Đông Anh hay Gamudala Gate ở Hoàng Mai.